Bò vào viên không thôi, không ăn hủ tiếu đâu. Ăn hủ tiếu nhiều mập nha anh Quy. Trời ơi. Vũ, hồi nãy em nghe em tưởng là nữ. Đúng rồi, thật sự là như vậy, tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em. Con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Tèo Em hả em, cái tên nghe dễ cưng dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ mẹ con đi làm xí nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tôi bời. Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Từ Cà Mau lên đây, cuộc sống ở nhà thuê nơi đây mai đó vất vả lắm. Thấy con lạc quan nó mới hát tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong muốn lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Con nghỉ học từ lúc nào? Dạ từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm. Đối với chú, đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Yeah.
Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Yeah. Hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Yeah. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Tèo em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không? Dạ. Yeah, vậy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai. Vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để nghe con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Triều Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tủi thân hay là cái gì hết. Con rất tự tin. Tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm cô chú. Chạy tới để nói, để nha. Nói mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm được hay không vậy? Lần nào chạy lại ôm tôi cũng không có trường. Con nói đi. Dạ, con xin về đội của cô Ốc và Dương Triều. Chúc mừng Tèo Em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Triều Vũ, Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé. Phòng trà dâng tiếng hát cho mọi người, bỏ tin múa vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa, làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. Đợi em trong chờ anh sống.
Sài Gòn em sẽ tặng anh, tặng tình tình nhớ, tặng người người bỏ đi. Mai này tình dẫu phôi pha, lòng em vẫn nhớ cánh cò ngày xưa. Một sáng tác của ca nhạc sĩ Đình Văn. Ngay say tình sơn nữ yêu kiều, đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa, hương mộng thơm đôi bờ vai buông lơi thức tha. Trai bán làng nhìn sơn ta si mê, ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Chẳng
sương lung linh nắng hoài, nơi núi rừng nàng đẹp hơn muôn hoa. Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe, tên của nàng là loài chim sơn ca. Chàng ngất ngây say tình sơn nữ yêu kiều, đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa. Hương mộc thơm đôi bờ vai buông lơi thiết tha, trai bán làng nhìn sơn ca si mê. Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe, tên của nàng là loài chim sơn ca. Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Chúng ta vừa đến với ca khúc Nàng Sơn Ca với phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung. Rồi, bây giờ thì trai làng gái bản ai cũng có cặp, họ dẫn nhau đi rồi. Thôi giờ chị đi theo em đi về chị. Thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta lúc này là nữ ca sĩ Phi Nhung. Và sau bao năm thì chị Nhung vẫn rất là đáng yêu. Cái ca khúc mà Nàng Sơn Ca này thì nó gắn liền với cái sự nghiệp âm nhạc của chị như thế nào? Đây có phải là ca khúc đầu tiên hay là một ca khúc hit nào đó được khán giả yêu mến hay không, mà lý do vì sao chị chọn để xuất hiện trong cái chương trình này bác mở màn? Tại vì chị lúc nào chị cũng muốn là cho mọi người biết mình là người Tây Nguyên, mình là người Gia Lai. Nên khi mà chị những cái bài hát Tây Nguyên là nó đều vô trong lòng của chị nhiều nhất. Tại vì chị rất là hãnh diện, muốn cho người ta biết là em là con gái Pleiku má đỏ môi hồng. Em Pleiku má đỏ môi hồng. Đêm thức thâu đêm
cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Hẹn đẹp lòng người đi, em biết chăng em đã bao năm rồi không về miền. Một tràng hoa tay thật lớn cho Quốc Linh, Quỳnh Nhi và ca sĩ Phương Mỹ Chi. Wow, một không gian quá đẹp. Nếu mà hay vỗ tay cái nữa được không ạ? Phương Mỹ Chi, cảm giác của con như thế nào khi hát cùng với hai bạn? Lâu lắm rồi con mới được sống lại cảm giác hồi hộp khi mà tham gia một cuộc thi. Mấy em có tinh thần học hỏi rất là nhiều. Đây là một điều rất là đáng quý. Và các em hát dòng nhạc này quá là tình cảm, quá là hay. Con mong là quý vị cũng sẽ yêu thương các em thật là nhiều. Và con đường nghệ thuật của hai em sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Dễ thương quá. Con ơi, con muốn hát cái bài văn câu đúng không? Cô kết duyên cho hai đứa con hát đó. Dạ, con cảm ơn cô. Đây, hồi nãy là Cường có dắt con xuống một lần rồi, nhưng mà Cường không có nắm tay mà Cường xách nách con lên. Trời gì vậy con, bây giờ nắm tay. Trời ơi, con nắm tay mà mẹ run luôn á. Cường thì chị thấy cũng hiền á. Đấy, nãy giờ hỏi cũng cười cười thôi em đó. Em cũng hiền mà. Em thì chị phải coi lại nha, để hỏi Cường xem nè. Hiền không Cường? Dạ, bình thường thì em với Chi là cũng ít có cơ hội mà hợp tác chung, cho nên tính cách mà em cũng không biết luôn. Nhưng mà lần đầu gặp thì em thấy Chi hiền thân thiện. Trời ơi, con tươi, có phải con tươi vậy trời? Con tươi, trời ơi, lớn quá. Hiền thôi hả Cường? À? Còn cái gì khác không? Dễ thương. Sao khen người ta mà đỡ nhắc không à? Khen miễn cưỡng quá trời luôn á. Cái bài vừa rồi là em hát là hình như là sáng tác của chú Đình Văn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Khi mà chương trình gọi cho em là khi mà em biết là có chú Đình Văn là em đã nhất quyết em chọn bài này. À, vậy tại vì sao? Em rất là thích ca khúc này và em cũng đã hát một lần trong đêm mini show của mình. Và à, khán giả cũng rất là thích em hát, nhưng mà em chưa có một cái bản chính thức nào hết. À, nên là bữa nay đứng ở trên đây mà nhìn xuống có cô Nhung và có tác giả của bài này nữa, cho nên là em hơi lo nữa, hơi căng thẳng hồi hộp. Câu dân ca sao mệt mà lòng anh thiên qua tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hay.
lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cầu tre lắc leo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa thoáng thơm gió chiều nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Lòng chợt cuồng mơn mông dáng xưa vàng theo giấc mộng chắc người đã bước sang sông đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao anh quên những ngày khi mới quen thân bên góc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mà chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng. Bye bye trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát tình mình nhiều ngăn cách sông chia đâu cách lòng mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng. Tình mình dù ngăn xong chia đâu cách lòng mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng. Hãy
là một tấm gương trong sáng dù năm tháng mờ phai. Theo ngày tháng trôi, lưng cha còng mặt kém tay run, cha còng rơm lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ qua mau, công mẹ ơn cha năm tháng dài nuôi nấng đời con. Thank you.
dòng theo cùng thời gian. Lòng con luôn son sắc ngang dài để ngã tu
Giờ này mà chưa có chịu đi ra đồng ruộng, chưa có chịu ra đây, bước ra đây. Tao đã nói với tụi bay rồi, bước ra đây. Tao nói tụi bay rồi, mẹ của tụi mày chết đi ha, thì giờ còn lỡ cái gì khóc? Chưa nói làm gì khóc? Còn cha mày á thì ra ngoài biên cương để trấn ải biên thùy ha, để lại cho tao. Tao giữ hai đứa tụi mày, tao mệt quá. Chỉ có cái việc là nấu cơm nè, rồi giặt đồ nè, rồi ra đồng nè, lo cho trâu bò heo ăn nè, nhiêu đó cũng không làm được, cũng không làm, không làm được đó mày hả? Đau quá. Đau gì hả? Chị ơi, chị ơi, con đau quá. Vô đây tao hiểu. Buông ra. Nói chị em mày buông ra, buông qua đi. Tao đã nói rồi ha, phải làm cho đúng đàng hoàng nghe, phải đi ra ngoài đồng mang chăn trâu cho heo ăn, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ nghe chưa. Cái con kia dòm là thấy khác với cái mẹ mình à. Tao đi ra ngoài có một chút xíu công việc, tao trở về mà nếu công việc nhà không xong đó ha, là tụi bay chết với tao nghe chưa. Cưng ơi ơi, nãy sao á, em làm đúng hay làm sai gì á, cũng bị gì đánh đòn á vậy? Hay không biết nữa, chắc có lẽ vì nhớ thương cha nên vì có chút bực bội. Mà em nè, bổn phận mình là con á, dù gì có đánh đòn bao nhiêu đi nữa em cũng không được cãi lại lời gì nha em. Em không chịu đâu, kể từ ngày á mà cha cưới dì về làm vợ, hễ á mà có mặt cha thì dì là
toàn bộ thương yêu chăm sóc cho chị và em. Còn khi cha đi xa thì chị và em bị ăn đòn tét đít luôn. Người lớn sao kỳ ai. Cha ơi, sao cha đi lâu quá không về? Mẹ ơi, sao mẹ sớm bỏ hai con để người ta hành hạ hai con vậy mẹ? Em ơi, em đừng khóc nữa cho lòng đau. Hai đầm đây gói tay lên đầu chị su ngủ, tiếng ru tiếng ru ơi à. Bao đắng cay xin dành cho mình chỉ riêng mà. Em ơi ngủ ngon ai à, từng ngày con ngóng chờ người về mà và về mơ. Lời ru của chị thay mẹ thay cha chỉ cất tiếng ru. Nơi cõi xa kia mẹ sẽ luôn thương nhớ chị em mình. Rồi mai đây khi em thức dậy cha sẽ trở về. Sẽ thấy mẹ về. Không, em không ngủ, em muốn được gặp mẹ. Em nè, hồi tối hôm qua chị gặp mẹ. Ủa, thiệt hả hai? Ừ, mẹ nói là hôm nay là sẽ về gặp em. Vậy hả hai? Vậy tối nay chị em mình được gặp mẹ rồi. Không, mẹ nói với hai là đêm nay á chỉ muốn gặp có một mình em thôi à. Ủa sao kỳ vậy? À, thì tối hôm qua mẹ gặp chị, mẹ nói là mỗi đêm á chỉ được gặp có một đứa con thôi à. Ý, mẹ mau nhắm mắt lại ngủ đi, mẹ sắp về tới rồi đó. Dạ hai, em nhắm mắt lại nha. Nhớ nhắm mắt lại nha, không được hí hí á. Mẹ sắp về tới rồi đó.
cả mẹ rồi. Cất lực. À, mẹ về. Cất lực, con đừng chạy tới bên mẹ, vì mẹ chỉ về đây với con qua làng sương mộng mà thôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Không có mẹ, không có cha bên cạnh, vì mẹ đánh con quá trời luôn. Cái đầu con bây giờ còn xương nguyên cột luôn nè mẹ. Sóc ngài
sao con lại nói vậy? Sao con lại nói là đêm nay sẽ không còn gặp mẹ nữa? Chị ơi! Em hồi tối rồi chị. Em biết chị là mẹ và mẹ là chị. Tình thật em ơi, của chị ra đây với em đi. Chị đừng giả mẹ nữa. Em hứa từ nay em sẽ không đòi mẹ nữa đâu. Vì em biết mẹ sẽ không trở lại với chị em mình nữa đâu. Khỏe nha nội. Nội ơi, con mới mua thuốc cho nội uống nè. Nội cố gắng uống cho mau hết bệnh nha nội. Tụi con biết nội bệnh gì đâu mà mua thuốc vậy? Dạ, con chạy ra ngoài tiệm thuốc á. Con nói là nội không có chịu ngủ, đêm nào nội cũng ho nhiều lắm, cho nên người ta bán gì cho con nè nội. Giỏi. Tìm nội nè nội. Dạ con chào bác. Bác cho con hỏi, bác có phải là bà Bảy không? Mày khùng hả? Đã bác mà gọi bằng bà Bảy là sao? Mấy chú gọi tôi bằng cái gì cũng được. Dạ bác, có người nhờ con giao cái tivi này cho bác. Ai? Mày hai đứa làm gì mà ham hố tivi như vậy? Người ta coi thường mình rồi sao? Dạ dạ. Ổ cắm trong này nè hai anh. Vô cắm lẹ cho tụi em có tivi coi nha. Nè, đồ bấm nè em ơi. Ai? Dạ. Hai chú. Thôi tụi con giao tivi rồi, tụi con về không luôn à, nha. Hai chú à, hai chú. Tôi không có nhận hàng. Không có nhận đồ nội của ai gửi đâu nghe. Nội lại coi tivi đi nội. Không á. Thì nội cứ lại coi đi. Sao rà này đài nãy giờ mà không thấy cái kênh mình yêu thích ta? Hay lên YouTube á, rà hoài là có hả? Rồi. Đến phương Nam đồng nga sông sông nước chảy, nghe một tiếng hô ơ nhiều đêm bao giờ. Đến phương Nam đồng nga đường xa vô người, nghe tiếng hô hô thoát vừa qua bên sông. Có ai yêu ta? Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà. Đò đầy trong cơn men đắng, ôi đời đầy lắm phong ba. Ước mơ chỉ là mơ thôi. Nguyễn Cần. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu. Dạ. Nội ơi, tụi con xin lỗi nội. Mốt tụi con không dám coi tivi nữa đâu. Nội đừng giận tụi con nha nội. Tụi con không có lỗi gì hết.
lỗi là ở nỗi đây nè. Nội đã không giữ được thằng Thành bên nội, để bây giờ nó không còn là thằng Thành của nội nữa rồi. Mà nội ơi, con có thắc mắc này, cái tivi này á là ai cho nhà mình vậy nội? Không chỉ cái tivi này mà cả cái ngôi nhà này đều là tiền đi hát của thằng Thành nó gửi về. Thành ơi, nội xin lỗi con. Chính nội đã đẩy con vào đời sớm, để con vô tình đánh mất tuổi thơ. Từng tiếng hát lời ca của một thời thơ ấu, đây đã không còn nữa. Công cụ kiếm tiền của sự bon chen. Nội ơi, nội đừng có tự trách mình nữa. Mấy đứa em với con á hiểu tấm lòng của nội mà. May mốt quá em Thành hết hợp đồng với bầu xô á, sẽ trở về với nội và anh em tụi con. Nội đừng có lo nữa nha nội. Thôi tụi con đi ngủ đi. Đi ngủ sớm đi. Dạ. Nội ngủ ngon nha nội. Ngủ nha nội. Nội ơi, con trốn về thăm nội nè nội. Nội cho con đứng đây nhìn nội một chút nha nội. Con chỉ nhìn một chút thôi rồi con sẽ đi. Nội đừng rầy con nha nội. Nó đi rồi, nó đi rồi. Nội ơi, con nhớ nội, nhớ anh em của con nhiều lắm. Con đi hát được 2 năm rồi, còn 3 năm nữa là con sẽ trở về với nội. Lúc đó bà cháu mình sẽ trở lại như xưa. Nội sẽ dạy cho con hát những bài cổ nhạc mà con yêu thích nhất. Con không phải hát những bài mà họ muốn con hát nữa đâu. Nội bệnh, con phải làm sao đây? Nội ơi, con có nên vào thăm nội hay không? Khi nội đã già, nay ốm mai đau, lòng con cái lưng của nỗi đầy áo tiếng cười hòa sang xê cống tiếng đàn nghe sao động lời nỗi ca những gốc mật đã làm cho con thêm thương nhớ trong lòng. Thành, Thành ơi, rồi một ngày kia con phải theo người lạ xa mà rời vòng tay thiết
Nhớ rồi nhớ anh em, nhớ ba nước con đò. Con biết ngày ấy nỗi con muốn rời xa vòng tay con trẻ, nhưng vì nỗi muốn con đổi đời nên phải xa con. Rồi bên sông quê con mang theo mơ ước vọng tương lai, ước vọng của con cũng là ước mơ của nội. Bởi nỗi mong sao một ngày con nổi tiếng, về cùng nội chăm lo cho nó học quê mình. Nhưng nội ơi bây giờ đã khác, con không thể hát những bài nội dạy khi xưa. Con đã không làm tròn ước mong của nội nên không dám quay về thăm nội thăm anh em. Thành ơi, mấy đứa ơi, tụi con ơi, nội nghe hình như có tiếng của thằng Thành. Nó về. Thành ơi, Thành ơi, Thành ơi, Thành ơi, con về thăm nội, thăm mấy em phải không? Thành ơi, vào đây với nội đi. Nội bán nhà bán đất rồi đền cho người ta, về với nội đi. Sông con đò con đây, nơi làng quê có bao tình luôn chờ con quay về mà. Thành ơi, nơi em đâu rồi? Thành ơi, Thành ơi, con sẽ về nơi đây để nghe câu hò dặn. Thank you.
Đang mùa hè mà nghe bé hát xong cái tưởng xuân đến Tết về không vậy đó. Cảm ơn con, một cái bài hát rất là dễ thương. Mời chú Thanh Bạch góp ý ạ. Ở cái tuổi này giọng của con rất là tuyệt vời. Nhưng mà làm con trai nó khó cái chỗ là khi nó chuyển giọng sang giọng nam, giọng đàn ông. Thì trong giai đoạn này chú thấy rất là đồng ý để con có thể tỏa sáng trong những vòng tiếp theo với sự hợp tác với lại nghệ sĩ Hữu Quốc. Chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Và mời giám khảo Hoài Linh đưa ra quyết định của mình. Chú chỉ góp ý như thế này thôi. Hát thì con hát rất là ngọt ngào. Dĩ nhiên là với cái rướng hơi nó hơi cao so với con. Tuy nhiên cái đó chú không đặt nặng lắm. Chú chỉ đặt nặng một cái điều là gì nè. Tức là khi con phát âm thì ráng làm sao cho nó rõ ràng cái chữ. Ví dụ như là làm lễ rước ông bà. Khi con hát cái câu làm lễ rước ông bà thì chú nghe cái chữ rước á, nó thành cái chữ rước đó. Nó con hay bị hụt cái chữ như vậy đó. Giống như làm lễ rước ông bà chứ không có nghe làm lễ rước ông bà. Như thế con ráng cố gắng tròn dành rõ chữ. Ca cải lương là phải tròn dành rõ chữ. Với lại nhờ con những cái chữ mà XS với SS đó con phải sửa lại, chỉnh lại. Cô đồng ý cho con bước vào để con hỏi lên nữa. Cô Thanh Hằng đã đồng ý, chú Hoài Linh nghĩ sao ạ? Bây giờ trước khi tôi ra cái quyết định này thì tôi hỏi nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Thật sự ra thì anh thấy bé hát rất là tốt. Cái quãng cao thì nó tốt hơn cái quãng trầm. Nếu mà anh làm một cái dấu đồng ý thì chắc chắn là em phải gò cái cách phát âm cho cháu cho nó chuẩn hơn. Cái đó nếu mà em gật đầu một cái thì anh gửi, còn không thì anh gửi về nhà. Nãy là Quốc với lại Yến Trang cũng có bàn với nhau là cái những cái quãng cao của con á, ca sáng lắm, mà cái quãng con xuống trầm á dường như nó bị mất chữ. Đội dân ca cải lương và dân ca đương đại dường như cũng còn nhiều, thì thôi bây giờ tạm chờ một tí xíu được không con? À chưa,
Cái phần tạm chờ đó chưa tới chú. Không, nhưng tôi mà chỉ hỏi ý kiến chú cho tôi mà. Ừ, cái là chú phải nhận rồi. Bây giờ chú chỉ hỏi thôi à. Mà cái này là chú làm khó em của chú. Khi chú gửi con cho chú Quốc thì chú Quốc phải mài dũa con như một cái viên ngọc để cho nó sáng hơn, cho nó tốt hơn. Dạ. Cho nên là chú phải hỏi cái tay thợ này nè. À, dù chú biết tay thợ này là thợ giỏi chứ không phải là thợ bình thường. Bây giờ nghệ sĩ Hoài Linh đã đề nghị Hữu Quốc trả lời yes hay no thì hãy nói ra liền. Đồng ý hay không? Không, tôi yes, no. Sẽ gửi cho em nếu em thấy không phiền. Có gì đâu mà phiền. Thôi bây giờ nói thì nói. Cái quyền quyết định vẫn là chú. Và chú Quốc sẽ là người nhận lãnh cái trách nhiệm này. Khi chú Quốc là thầy của con. Chú đồng ý. Chúc mừng con nhận được những sự đồng ý từ các vị giám khảo. Đến với thầy của mình nào. Cố gắng nha con. Buồn não lòng cô nhân
chưa mà con chưa gì cảm ơn rồi. Con của ba mẹ, trời ơi, hát hay của nhà Quang Linh. Trời ơi, Quỳnh Hương ơi, mẹ mới họp phụ huynh cho hai con xong, cô giáo khen học giỏi mà hát hay lắm. Mừng ghê. Ba dẫn hai đứa con đi mua đồ chơi nha. Đi về. Tiếng trọng kia về bộ. Đi về nhanh lên. Thương à. Trời ơi. Dễ thương. Vậy thôi đó. Dễ thương. Một tràng hoa tay cho Quỳnh Nhi và Quốc Linh với sự hỗ trợ của Diệu Nhi và Nội Việt Trung. Cảm ơn.